Sau đây là ví dụ về sử dụng hàm VLOOKUP để tra phụ cấp trong bảng thanh toán lương. Như trên màn hình các bạn thấy có hai bảng gồm một bảng chính là bảng thanh toán lương và một bảng phụ để tra phụ cấp. Trong bảng lương chính có hai cột để trống cần điền số liệu là cột E, phụ cấp và cột G, thực lĩnh. Để tính phụ cấp lương ta sử dụng hàm VLOOKUP như sau. Tại ô E3 ta gõ công thức bằng VLOOKUP có giá trị tìm kiếm là D3, tra vào bảng tra phụ cấp từ ô E15 đến ô F19, lấy giá trị ở cột số 2, cách tìm là 0, ô E15 đến ô F19 để ở giá trị tuyệt đối. Sau đó các bạn di chuyển chuột vào góc dưới cùng bên phải ô E3 để chuyển thành dấu cộng, và giữ chuột trái kéo xuống dưới để sao chép công thức cho các ô còn lại từ E4 đến E10. Tiếp theo ta tính tổng số tiền lương tại cột G bằng giá trị tiền lương cơ bản, cột F cộng với giá trị tương ứng tại cột phụ cấp, cột E. Tại ô G3 ta gõ công thức bằng giá trị tại ô E3 cộng giá trị tương ứng tại ô F3. Sau đó các bạn di chuyển chuột vào góc dưới cùng bên phải ô G3 để chuyển thành dấu cộng, và giữ chuột trái kéo xuống dưới để sao chép công thức cho các ô còn lại từ G4 đến G10. Để tính tổng cộng của các cột E, F và G các bạn sử dụng hàm sum. Tại ô E11 gõ công thức bằng sum từ ô E3 đến ô E10 sau đó nhấn Enter. Các bạn làm tương tự cho các ô F11 và G11. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng hàm VLOOKUP và ứng dụng trong việc tra phụ.